6 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 2, cảnh sát giao thông đã phân luồng mới vào ga hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng chức năng điều hướng chỉ dẫn các phương tiện đi theo tuyến đường mới để vào ga. Mục đích của việc phân luồng mới là nhằm tránh tuyến để thi công hai cầu vượt tại nút giao thông Trường Sơn, đường nối Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, Vành Đai Ngoài, quận Tân Bình và tại nút giao Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Ngày đầu phân luồng giao thông trước các cửa ngõ vào sân bay, người tham gia giao thông chưa nắm bắt được hướng tuyến nên gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Hướng ngược lại về công viên Hoàng Văn Thụ, tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên, một vài tài xế còn lúng túng hướng đi mới, nhưng tại tuyến này không có tình trạng kẹt xe bởi cảnh sát giao thông đã chỉ dẫn điều tuyến. Những tuyến đường xung quanh nút giao thông Trường Sơn, đường nối Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, Vành Đai Ngoài, quận Tân Bình sẽ được điều hướng tuyến mới. Đường Yên Thế, đoạn từ đường Hồng Hà đến Bạch Đằng sẽ quy định lưu thông một chiều theo hướng từ đường Hồng Hà đến Bạch Đằng. Các loại xe hai bánh thì lưu thông bình thường khi qua khu vực có rào chắn. Toàn bộ phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ ngoài vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi theo lộ trình thay thế như hướng lưu thông từ đường Hoàng Văn Thụ vào sân bay. Việc rào chắn thi công hai cầu vượt sẽ khiến mặt đường bị thu hẹp nên các loại xe sẽ lưu thông theo quy định một chiều. Từ đường Trường Sơn vào Hồng Hà đến Yên Thế rồi qua Bạch Đằng để quay ngược lại đường vào Trường Sơn vào sân bay. Để ổn định trật tự giao thông trước cổng sân bay, cảnh sát giao thông sẽ túc trực xử lý nghiêm các trường hợp taxi dừng đổ gây ách tắc giao thông trước cổng sân bay, góp phần tạo thuận lợi cho đơn vị thi công và an toàn thi công công trình hai cầu thép.